có bố giải nhá. Xin được công bố giải hôm nay. Rồi. Giải A. Thầy Thượng đang giải công bố giải A nhất rồi này. Ngũ Trung. Ngũ Trung nhất giải A. Vỗ tay. Nam Vinh giải ba Khương Tuấn Anh. Nhì Nam Vinh giải ba Khương Tuấn Anh. Giải chào mừng 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 của câu lạc bộ Giáp Hải, Trần Giáp Hải đã thành công tốt đẹp. Đã tìm ra được 3 đội nhất nhì ba của hạng A và nhất nhì ba của hạng B. Lễ trao giải của câu lạc bộ Giáp Hải đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn.